xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung vào ngày hôm nay ngày 4 tháng 2 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Ân Não, Hải Phòng. Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Hyundai Getz được sản xuất năm 2009, nước sơn là màu bạc. Vâng, ở bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Thì trước mắt quý anh chị cùng các bạn, đây là chiếc Hyundai Getz được sản xuất năm 2009. Vâng, cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Vâng ạ, quý anh chị các bạn xem và thấy ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp cho Đức Trung hoặc là có thể đến xem xe tại chợ ô tô miền Bắc. Vâng, chiếc xe này thì phải nói là tư nhân họ trang bị rất nhiều những cái trang thiết bị âm thanh, màn hình Android, có súp bát và rất là hay. Toàn bộ các cái phần sơn si, phần thân vỏ của xe thì còn rất là đẹp nhé. 168 triệu là sở hữu ngay một chiếc Hyundai Getz có cái lớp sơn là màu bạc, sản xuất năm 2009 và biển Hải Dương 34A04131. Sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ta cùng trải nghiệm cái mẫu xe này. Vâng, cái form đầu xe thì còn rất đẹp nhá, cụm đèn pha bên lái này còn sáng quắc, rất cân đều, bằng lưới tản nhiệt logo này. Và đặc biệt là xe này thì được trang bị một đôi đèn gầm là đèn bi-xenon nhé, đèn siêu sáng luôn. Cụm đèn pha bên phụ cũng vậy, còn sáng quắc luôn, đèn bi-xenon. Cái đôi đèn này khá là đắt tiền, bền bỉ và nó siêu sáng. Lốp đằng trước ở bên phụ là răng, thì là răng sắt, có ốp mạ bạc rất đẹp nhé. Vâng, đăng kiểm của xe thì còn tận đến tháng 7 năm 2020. Vâng, gương thì đã được ốp chrome rồi. Xe thì cũng được trang bị vè mưa, lẹp chân kính và tay hõm cửa thì ốp chống xước. Toàn bộ các cái phần sườn xe sơn si sạch sẽ, sáng đẹp. Và có đôi cái vệt chảy xước nhỏ. Lốp đằng sau bên phụ là răng sắt. Đấy, ba đợt sốc sau khá đẹp. Cụm đèn hậu bên phụ màu cũng rất là đẹp. Và được sốc sau các cái đường chỉ, các cái sơn si còn khá đẹp nhé. Xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, âm thanh vũ trường. Cụm đèn hậu ở bên lái nhé. Đây là cái lốp đằng sau bên lái, toàn bộ cái phần gầm xe này. Vâng, khi phần gầm xe Hyundai thì nó không bị mục mọt, nên tất cả các cái chi tiết của xe thì cũng còn khá là đều. Và thân vỏ thì sáng đẹp, nội thất thì cũng khá tươi. Sau đây Đức Trung sẽ đi quay cái phần nội thất cho quý anh chị các bạn cùng xem. Xe được trang bị ở bộ ghế da màu đen nhé. Hai ghế đằng trước thì được lắp thêm cái tràng hạt và màn hình Android rất đẹp luôn. Toàn bộ các cái phần nội thất của xe cũng còn khá là sạch sẽ. Trần lý nguyên bản đã được lắp một cái lớp ni lông để chống bụi bẩn. Và trong cái quá trình lau chùi thì nó cũng sẽ đẹp hơn. Và gương kính chỉnh điện. Cánh đằng trước ở bên lái này. Vâng, đinh bấm keo cột vẫn còn zin nguyên hết. Vâng, một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc. Hàng ghế thứ hai.
còn là khá là căng. Vâng, xe ghét thì cái phần cốp của nó thì nó rộng rãi hơn các cái dòng hatchback, nó rộng hơn Kia Morning hay là rộng hơn Spark rất là nhiều. Đây là cái phần lốp dự phòng còn là rất là đẹp. Vâng, dụng cụ đồ nghề đi theo xe, toàn bộ cái phần tôn của cốp thì cũng còn xịn hết, chưa bị chảy xước, chưa bị bóp méo nhá. Hệ thống đinh bấm máng nước, dây điện bản lề và tất cả các cái chi tiết của xe thì còn rất là đẹp, zin hết. Tất cả các cái phần đinh bấm kính cũng như là cái ốp nhựa, keo chỉ, các cái lỗ thoát nước rất tròn đều. Sơn xi rất là đẹp, sạch sẽ. Cánh này phía sau bên phụ nhá, đây cũng khá đẹp. Con xe này tư nhân nó trang bị màn hình với âm thanh hay lắm. Vâng, âm thanh vũ trường luôn. Tí nữa em mở cho anh nghe. Quay đây cho khách nó xem tí. Anh cũng cứ xem thoải mái đi. Vâng, đây là toàn bộ cái hình ảnh của động cơ. Chiếc xe Hyundai Getz được sản xuất năm 2009, màu nước sơn là màu bạc nhé. Đấy, cái da máy còn sáng quắc, rất đẹp, đều. Vâng, máy chưa ra, máy xịn luôn. Tất cả các cái chi tiết trong khoang động cơ thì còn rất là mới, rất là đẹp. Hyundai Getz thì được trang bị động cơ 1.1, cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ loanh quanh khoảng 6 lít trên 100 cây thôi. Đấy, máy Hyundai Getz thì nó rất là bền bỉ và nó đặc biệt nó không bị hỏng vặt. Một cái mẫu xe phải nói là nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và đi thì khá là đầm chắc. Vâng, 168 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay chiếc Hyundai Getz và có thể phục vụ gia đình, chạy dịch vụ, phục vụ công việc thì cũng rất là ok nhé. Vâng, động cơ thì đã hoạt động nhé, ta kiểm tra luôn kia. Cam lùi rất là sắc nét. Điều hòa lạnh rất là sâu luôn. Tất cả các cái chức năng trang bị trên xe thì hoạt động bình thường. Vâng, kính thưa anh chị và cùng các bạn, vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị của các bạn một cái mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nước sơn là màu bạc, được trang bị màn hình Android, loa siêu bass và tất cả các cái chi tiết ở trong xe thì vẫn hoạt động bình thường. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.